cái không khí ngày hôm nay lại tuyệt vời đến như thế. Có một cái niềm vui thấy rõ khi tới đây, tức là khán giả Việt đang rất yêu phim Việt. Họ có mặt ở đây rất là đông. Các phòng chiếu gần như là chật kín và ai cũng đi xem với cái tâm thế rất là háo hức. Hôm nay phải nói là Thanh Hương rất là bất ngờ khi mà tới đây thì mọi người đến rất là đông. Và rất là nhiều những người nghệ sĩ, những người đồng nghiệp có mặt trong ngày hôm nay để cùng chung vui với bộ phim của chị Mai Thu Huyền. Trong buổi công chiếu hôm nay thì mình cực kỳ là phấn khởi và háo hức, là không biết là bộ phim này sẽ là như thế nào. Và mình cực kỳ thích chị Maya luôn, và mình thích chị Maya đã lâu lắm rồi. Xin được chào mừng toàn thể quý vị khách quý và anh chị nghệ sĩ cùng anh chị báo đài đã đến với lễ ra mắt bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tại cụm rạp BHD Star Cineplex Phạm Ngọc Thạch ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Mai Thu Huyền cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng tự hào với nhận được cái tình cảm thương mến của các cô chú, anh chị em và tất cả những người thân yêu, những nghệ sĩ lão làng ở trong nghề. Chưa có lẽ là rất là hiếm có một cái buổi ra mắt phim nào mà quy tụ nhiều nghệ sĩ nhân dân, nhiều nghệ sĩ yêu tú và đến ủng hộ như ngày hôm nay. Bộ phim đã để lại trong tôi rất nhiều những cảm xúc và đạo diễn đã rất là khéo léo, đã có rất nhiều lần làm cho khán giả thực sự bất ngờ. Hay quá, xem rất là tuyệt vời mà xúc động vô cùng. Bài hát nào cô cũng thấy yêu, mỗi một bài có một cái cảm xúc riêng, bài nào cô cũng thấy hay. Hay lắm ấy. Hy vọng rằng mọi người sẽ yêu thương Maya cũng như là yêu thương bộ phim. Cảm ơn mọi người. Phim Đóa Hoa Mong Manh sẽ công chiếu toàn quốc trên các cụm rạp. Mong mọi người hãy ủng hộ phim Đóa Hoa Mong Manh nhé. Mọi người nhớ đến rạp mua vé và xem phim nhé. Sẽ không bỏ lỡ một cái cơ hội thật là tuyệt vời này để mang lại cho mình những cái giây phút tuyệt vời với những người yêu thương của mình. Bộ phim này rất là hấp dẫn, cho nên là tôi nghĩ là tất cả mọi người nên đến để xem, nếu không thì sẽ hơi bị hối tiếc. Tất cả mọi người hãy đến rạp mà ủng hộ cho Mai Thu Huyền và Maya, xem cái bộ phim ca nhạc của Mai Thu Huyền làm như thế nào và thành công ra sao. Xin mời mọi người.